Ây dô, chào mừng anh em đã quay trở lại với Điện Thoại Vui TV. Và hôm nay là Apple News số 97. Vài ngày trở lại đây, nhiều người dùng MacBook Air M1 đã than phiền về lỗi máy tự khởi động lại sau khi cập nhật lên phiên bản macOS 11.1. Đa phần người dùng cho biết họ gặp phải sự cố trên sau khi kết nối MacBook với màn hình ngoài. Trong khi đó, một số người khác cho rằng nguyên nhân chính là do hub USB-C. Không chỉ MacBook Air hay sản phẩm khác chạy chip M1 mới ra mắt của Apple là MacBook Pro M1 và Mac Mini M1 cũng bị phàn nàn về sự cố tương tự. Nhiều khả năng đây là lỗi xuất phát từ con chip M1 trên các mẫu Mac mới, và có lẽ Apple sẽ sớm tìm cách khắc phục trong thời gian sắp tới. Mới đây, một báo cáo của DigiTimes tiết lộ rằng Apple sẽ cho ra mắt smartphone với màn hình gập vào năm 2022. Cách đây không lâu, Apple có một số bằng sáng chế liên quan đến iPhone màn hình gập. Công ty được cho là đã gửi thiết bị này đến Foxconn để thử nghiệm vào đầu năm nay. Leaker John Bowser cũng đã trình bày chi tiết về nguyên mẫu iPhone hiện có của Apple và cho biết nó sẽ có thiết kế tương tự iPhone 11 và có các cạnh tròn bằng thép không dĩ. Điều thú vị là điện thoại này có hai màn hình hiển thị riêng biệt trên một bản lề thay vì sử dụng màn hình có thể gặp lại thực sự như Samsung hay các hãng khác. Theo nhiều nguồn tin, Apple yêu cầu Foxconn thực hiện hơn 100.000 bài kiểm tra khả năng gập trên màn hình để đảm bảo rằng các bộ phận liên quan có thể tiếp tục hoạt động bình thường sau nhiều lần gập và sử dụng. iPhone 13 được cho là sẽ sử dụng màn hình tần số quét cao 120Hz. Đây là điều rất được yêu thích trên các mẫu smartphone Android. Theo báo cáo mới nhất đến từ tạp chí công nghệ DigiTimes, Apple đang lên kế hoạch hợp tác với Samsung, một trong những nhà sản xuất đi tiên phong trong việc mang camera zoom lên điện thoại thông minh để sản xuất module ống kính tiềm vọng dành riêng cho các mẫu iPhone 13. Tiết lộ mới nhất từ leaker nổi tiếng Ace Universe, tay thỏ sẽ được thành tay chuột vì Apple vẫn chưa thực hiện các bước nhảy vọt về công nghệ giấu camera và cảm biến dưới màn hình. Do đó, viễn cảnh về một chiếc iPhone với màn hình full view hoàn toàn có lẽ tiếp tục là câu chuyện tưởng tượng. Đổi lại, Tim Cook và các cộng sự sẽ cố gắng thu gọn đến mức tối đa khu vực tay thỏ để cho diện tích hiển thị lớn nhất có thể. Ngoài ra, sẽ có công nghệ ProMotion hỗ trợ tần số quét cao, nhưng chỉ các mẫu Pro Max mới có NTBO cho khả năng tùy chỉnh tần số quét linh hoạt theo thời gian thực. Có vẻ nhiều người không mặn nồng với chiếc điện thoại màn hình nhỏ nhưng cấu hình cao này của Apple. iPhone 12 được trang bị màn hình OLED 5.4 inch, chip xử lý Apple A14 Bionic, hai camera sau, độ phân giải 12 MP, pin dung lượng 2227 mAh. Đây là chiếc iPhone có kích thước nhỏ gọn nhất của Apple. Số liệu từ Y7 Research cho thấy trong tháng đầu tiên lên kệ, iPhone 12 mini là điện thoại bán chậm nhất trong số 4 model mới. Chiếc di động nhỏ gọn này chiếm khoảng 4-5% tổng iPhone bán ra. Riêng số kém ấn tượng của iPhone 12 mini cho thấy những chiếc smartphone nhỏ gọn không được người dùng ưa chuộng như dự đoán trước đây. Chỉ cần thêm 100 USD, người dùng sẽ có một chiếc iPhone với màn hình lớn hơn 24% và thời lượng pin tốt hơn rất nhiều. Và đó là những tin công nghệ mới của Apple trong tuần vừa qua. Nếu hay, các bạn hãy nhớ like, share và subscribe cho Điện Thoại Vui TV. Và bây giờ là chào tạm biệt.